Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay em còn đúng coi ba cây thông. Giao lưu anh em mình ba cây thông này. Toàn ươm được 30 cây và toàn bán cũng nói chung là bán ở gần anh em gần, không có livestream lên. Nhưng mà nó tồn lại ba cây này. Tồn lại ba cây thì toàn cũng livestream lên YouTube, toàn bán lưu anh em mình luôn. Người ta gọi này là thông, gọi là thông hai lá nha anh em ha. Thông hai lá, thông Việt. Cái thông của Việt Nam mình á, thông hai lá nha cả nhà. Đó, nó đang phúng đọt phúng nụ lên này. Cây rất là khỏe và rất là đẹp này. Thông này người ta gọi là thông hai lá. Đây, cái bộ đế của nó rất là đẹp nha cả nhà. Bộ đế rễ của nó này. Anh em mình nhìn nè, bộ đế rễ này. Đó. Toàn trồng bằng cái đất thông thì nó ưa nắng 100%, anh em mình chơi rất ok nha. Cái thông thông Việt mình á, ưa nắng 100%. Chủ yếu là anh em mình trồng cái đất nào mà thoát nước nhanh mà độ ẩm nó có là được, cứ giống như là nó xốp nè. Như toàn trồng bằng cái đất đỏ này, đất đỏ hoặc là anh em mình trồng đất thịt cũng được, nhưng mà những xe chúng ta rờ vào nó xốp xốp như thế này nè. Xốp xốp như này là lúc nào có độ ẩm như thế này là ok nha cả nhà. Đó. À, toàn có 3 cây thôi. Cây thì nó nhỏ như đó, cái gốc của nó nhỏ hơn cái đầu kìm bấm xíu thôi. To hơn chiếc đũa một xíu nha cả nhà. To hơn chiếc đũa một xíu. Cao thì khoảng cao tầm 40 cm, cao 40 cm. To hơn chiếc đũa một xíu. Thông hai lá. Về chúng ta bẻ kẽm chúng ta đi là rất là đẹp. Những nghệ nhân mà của Nhật Bản người ta làm những cái cây mà cây tùng mà dạng như vậy, những dòng như này, hoặc là chúng ta chơi những cây dương á, hoặc là cây thông lao cả nhà, cây thông lao rồi những dạng cây đó, hàng cây như thế này chúng ta đi kẽm chúng ta tạo lúa rồi này nọ, tạo tác rất là ok, để thân nó rất là dẻo và nó cây ưa nắng 100%, chịu hạn tốt, nên thành ra là nó chúng ta chăm nó cũng dễ thôi. Có 3 cây thôi. Cây 1 này. Cây 2 này. Cây nào bộ đế cũng ok hết cả nhà. Trồng vào một cái loại dạng cao như này để nâng đế này. Đó. Cây thứ 3 này. Đó này toàn lên nhanh nha, toàn quay video toàn lên nhanh. Anh em nào chốt tại chỉ có 3 cây thôi. Cứ một cây như thế này là 250.000 anh em. Thông rất đắt tiền nha cả nhà. Thông hai lá thông Việt của mình. Một cây là 250.000, anh em mình mua hết một lần 3 cây thì toàn bao ship cho cả nhà mình nha. Rồi toàn thì xin phép xuống video này. Thông mà chỉ có 3 cây thôi, chúng ta quay nhanh thôi. Anh em nào chốt thì inbox. Các anh em nào chốt thì inbox toàn rồi. Về nuôi chúng ta làm giống. À, tạo tác bonsai đối với cái thông hai lá này rất là duyên và rất đẹp. Anh em mình xem những cái video của bên Nhật Bản á, họ làm những dạng cây thông, những dạng cây mà thân dẻo như thế này rất là ok nè, rất là đẹp, tạo tác rất là phê luôn. Có những cây bonsai rất là đẹp. Là tôi xin phép xuống video nè, chào tạm biệt cả nhà mình nhé.